Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Tăng Cản Decor. Thì trước tiên thì bên mình sẽ xin giới thiệu đến các bạn một cái dòng sản phẩm hỗ trợ dành cho những anh em làm mộc, mà thường thì mình sử dụng mà khi mà anh em mà đi công trình lắp ráp những cái dòng hệ ván công nghiệp thì thường những cái dòng sản phẩm như các anh em đã thấy của Hòa Phát thì họ sẽ dùng cái ốc cam liên kết đó. Thì cái dòng sử dụng ốc cam thì nó có cái lợi ích, đó là mình có thể thao tác rất là dễ dàng, lắp đặt trên công trình rất là thuận tiện. Thì trước nay thì những cái bộ cử mà các bạn thấy trên thị trường thì có rất nhiều các hãng, đặc biệt là ví dụ như hãng Winnew là một trong những hãng chuyên sản xuất các bộ cử hỗ trợ. Ngoài ra thì có các hãng của Trung Quốc như là hãng Fansay là chuyên về các dòng bộ cử mà bằng nhôm đó. Thì trong tháng 10 này thì mình đưa ra một cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt để mong muốn là mang đến những cái sản phẩm này đến những anh em mà quan tâm tới dòng sản phẩm của Winnew, cũng như là cái combo mà giới thiệu giảm giá 10% trong tháng 10 này, bắt đầu sẽ từ ngày 10 tháng 10 cho tới kết thúc là ngày 31 tháng 10 năm 2020, là khi các bạn mua một bộ cử khô ốc cam của hãng Winnew kèm một trong những cái sản phẩm liên quan hoặc đi kèm đó, ví dụ như là chút ốc cam này nè đó, một túi ốc cam. Ngoài ra thì sẽ có cái kẹp xe đó, và một cái đó nữa đi kèm liên quan, đó là cái chút gỗ này là chút gỗ phi 8 dài 40mm. Hoặc là các bạn mua bộ cử đó kết hợp với bộ cử nấu già của hãng Winnew, đây các bạn thấy không đó, thì các bạn sẽ được giảm giá 10% đó. Về đơn giá hiện tại của dòng bộ cử kho ốc cam Winnew bên Tăng Cản đang cung cấp có mức giá là 1.295.000 đó. Ngoài ra đó là có nghĩa là các bạn mua bộ cử này với đơn giá 1.295.000 cộng kèm một, ví dụ mình ví dụ như cái túi chốt gỗ này đi đó, khi các bạn mua túi chốt gỗ hiện tại bên mình đang bán là 145.000 một ký, đây là chốt gỗ cao su loại A đó, đó là các bạn sẽ được giảm giá 10%, có nghĩa là các bạn tiết kiệm lên tới gần 140.000 đó, là gần như là các bạn mua bộ cử này là bên mình sẽ tặng một cái túi chốt gỗ hoặc là cái kẹp xe, hoặc là tương đương với cái giá trị giảm 10% là gần hai túi ốc cam này nè đó. Về chi tiết thì mình sẽ nói về cái đơn giá của sản phẩm, từng sản phẩm trước. Thì như bộ cử thì mình đã nói là đơn giá 1.295.000 đó. Còn về ốc cam thì hiện tại đây là dòng ốc cam thông dụng cho các ván 17 ly cho tới 20 ly, đây là dòng ốc cam 15-40. Thì đơn giá bên mình đang bán một túi là 50 con, nó sẽ bao gồm con cam, con ren cũng như là nở nhựa, đó là 78.000 một túi. Rồi ngoài ra thì khi những sản phẩm liên quan với bộ cử này đó, nó sẽ có thêm một cái kìm chết hay là gọi kìm kẹp nhanh chữ C này nè, đó là độ mở nó là 8cm, đơn giá hiện tại bên mình đang bán nó là 125.000, đây là dòng sản phẩm của hãng Maytec đó. Rồi nếu các bạn quan tâm thêm cái dòng chữ C thì bên mình có những cái dòng khá là lớn của hãng này đó, rất là lớn, nhưng mà so với nếu dùng với bộ cử này thì bên mình khuyến cáo là nên dùng với cái dòng chữ C này đó, thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Rồi về chốt gỗ, về nói sơ qua về chốt gỗ thì hiện tại bên mình bán rất là nhiều các kích thước về dòng chốt gỗ, đó là 6 ly, 8 ly, 10 ly và 12 ly. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn xem về cái cấu tạo chốt gỗ bên mình. Đây là mình ví dụ cái dòng chốt gỗ 8 ly dài 40mm bên mình. Đó, các bạn thấy được không? Đó, về cái độ hoàn thiện của cái dòng chốt gỗ cao su là A này rất là tốt. Về những dòng chốt gỗ thì trên thị trường nó sẽ có rất nhiều loại, ví như là 1, loại 2, loại 3. Thông thường thì những anh em mà làm sản xuất số lượng lớn mà không cần yêu cầu về độ thẩm mỹ của chốt gỗ thì nó rơi vào khoảng tầm 60 cho tới 70 ngàn một ký. Còn dòng này thì với thiết kế nó cũng dạng côn, là tác dụng là mình đóng và nó sẽ dễ hơn. Ngoài ra này nó có dạng sứa, là nó có độ bám ở trên cái phôi gỗ nó sẽ tốt hơn. Đó, về độ hoàn thiện thì gần như là nó sẽ đạt khoảng tầm 90%, là số lượng nó rất là tốt, nó không có bị những tình trạng như bị sâu hay bị mục hoặc là bị vỡ như những cái dòng chốt gỗ thông thường. Về đơn giá thì bên mình đang bán hiện tại nó là đa phần những dòng chốt gỗ đó là 1 ký, thì mình ví dụ như dòng chốt gỗ 8 này 1 ký thì nó khoảng tầm 700 cho tới 750 con. Cái này thì bên mình cân theo ký này, thành ra là về số lượng nó sẽ tùy vào cái độ con ngót của gỗ này, nó có số lượng khác nhau đó. Các bạn đầu tiên thì đây cho các bạn thấy được cái bộ phụ kiện của ốc cam Winnew. Thì những cái dòng sản phẩm những anh em mà đã tham khảo những sản phẩm của hãng này thì sẽ biết là ví dụ như những dòng sản phẩm của hãng này nó sẽ đưa ra những cái bộ cử khoan ốc cam, khoan chéo cũng như là thanh ray trượt để chế bằng cưa, cũng như là các bộ phôi đẩy phôi, nó gần như là các mẫu này nó gần như các mẫu của hãng Crest á, nhưng mà với giá thành của những sản phẩm của hãng Winnew này là cho rất là phù hợp so với thị trường Việt Nam mình. Về chất liệu thì những cái dòng sản phẩm của Winnew thì họ sẽ có hai chất liệu cơ bản,
đó là vật liệu nhôm, một là nhôm, đó là nhôm hợp kim 6061. Ngoài ra thì những cái bộ cử này nó làm vật liệu đó là nhựa ba cách. Đó các bạn thấy không? Về độ hoàn thiện rất là cao cũng như độ bền thì mình đánh giá là rất là tốt. Đó. Về những cái video mà bên mình đã hướng dẫn thì các bạn có thể tham khảo về ứng dụng cũng như so sánh giữa các bộ cử thì bên mình sẽ đính kèm ở trong mô tả hoặc là cái đề xuất ở trên video YouTube thì các bạn có thể xem. Còn trong chương trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua về cái chương trình trong tháng 10 của hãng WinNew có phối hợp cùng với Tân Cảng, thì đó là mức giá mà giảm 10% khi các bạn mua bộ cử này kết hợp với những cái bộ kiện đi kèm. Rồi còn bây giờ thì mình nói sơ qua về cái bộ cử này cho các chi tiết đi kèm bộ cử cũng như là một số cái ứng dụng của bộ cử này. Rồi các bạn cùng theo dõi ha. Đây là chi tiết sản phẩm, thì bộ sản phẩm nó sẽ gồm hai phần, đó là cái để mình mở cái này ra đó. Nó sẽ gồm hai miếng, một miếng nó là sẽ khoan trên mặt và một miếng nó sẽ là khoan ở cái tấm hông của tấm ván. Đây nó sẽ gồm hai phần như thế này. Khi các bạn liên kết thì các bạn lưu ý là trên những cái dòng sản phẩm của hãng WinNew họ chia rất là rõ, dòng này nó sử dụng cho ván từ 15 cho tới 20.5 mm. Rồi có nghĩa khi các bạn dùng những dòng ván thông thường ấy, thì nó sẽ là ván 17 mm, thì các bạn sẽ dùng cái chốt này, các bạn nhìn kỹ để biết nắm cái hướng lắp đặt. Đó, cái này là lỗ khoan ốc cam này, cái trên mặt chốt thì các bạn sẽ xỏ cái tay này, ví dụ như ván 17 mm là mình sẽ xỏ cái này vào trong cái rãnh này, nó sẽ có các cái phần ren phía dưới thì các bạn xỏ vào cái lỗ tương ứng thôi. Đó, rồi các bạn vặn vào, tương tự bên này cũng là ván 17 mm. Rồi đó là cái phụ kiện chính. Ngoài ra thì trong này nó sẽ có hai cái chốt, chốt này thì nó sẽ thay thế cho cái chốt gỗ để làm cử. Đây trong này nó có hai cái chốt nhựa đó, các bạn thấy hai chốt nhựa nó tương ứng với cái chốt 8 mm để làm cử. Trong lát thì mình sẽ nói sơ qua về cái ứng dụng của cái này. Rồi đi kèm bộ sản phẩm thì đây là những cái mẫu ốc cam cũng như là chốt gỗ của hãng gửi kèm. Đây là cuốn sách hướng dẫn. Trong cuốn sách hướng dẫn thì nó sẽ có tất cả những cái phụ kiện mà có thể ứng dụng, đó là bộ cử nối dài này, cũng như là các cây ốc cam, các mũi khoan và cách sử dụng của các thanh này. Rồi. Trong đây, trong cái túi bằng vàng khi các bạn nhận được, nó sẽ có cái túi bằng vàng. Trong đây nó sẽ bao gồm các mũi khoan của hãng WinNew luôn. Dòng mũi khoan này thì mình đánh giá rất là cao về cái độ cứng cũng như là cái độ khi khoan thì cái hoàn thiện của cái chất lượng phôi nó không có bị sơ. Đây. Trong đây thì sẽ có mình nói, nó sẽ bao gồm là một mũi 7 mm, một hai mũi 8 mm và một mũi 10 mm. Mũi 7 mm thì thường thì mũi 7 mm nó sẽ dùng với ốc cam Nhật thì thường các bạn sẽ ít khi dùng. Ngoài ra thì hai cái mũi khoan 8 ly này dùng để khoan chốt gỗ và mũi 10 mm là mình dùng để khoan cái nở nhựa của cái con ốc cam. Đó, là bao gồm 5 mũi. Rồi còn trên đây đó là sẽ có những cái vòng giới hạn 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với cái 5 mũi khoan vừa các bạn. Nó sẽ có thêm những cái lục giác để các bạn xiết cái con ốc cong này nè. Đó, trên đây là con ốc cong, toàn bộ cái này nó sẽ làm bằng thép không rỉ. Rồi còn đây là các đầu chuyển để sử dụng các đổi cái mũi khoan. Đó, cái đây là trong đây là sẽ có mũi khoan dùng cho cái đầu 7 ly này, đây là dùng cho mũi 10 ly, còn đây là dùng cho cái mũi khoan cam Nhật thì mình sẽ ít sử dụng. Rồi ngoài ra thì các bạn sẽ nhận thêm một cái cục này là cục chuyển, nó sẽ làm đây, bỏ vào đây là khi các bạn dùng cái những dòng mũi khoan mà D15 thông thường thì mình sẽ bỏ cái sơ mi này vào để chống cho cái mũi lắp. Rồi về sau thì hãng có thay đổi thì họ sẽ chuyển sang cái dòng mũi khoan này. Đây là cái dòng mũi khoan D15 đó. Dòng này thì gần như là các bạn sẽ không dùng cái đè lông đầy nó nữa, là nó sẽ không có bị rơ. Đó, các bạn thấy không, nó không có bị rơ, nó sẽ đi kèm. Gần như là giờ là hãng cũng đổi sang cái mũi này là phổ biến. Còn trước đây là họ sẽ dùng cái mũi khoét D15 á, thì các bạn sẽ bỏ thêm một cái lông đầy này đó, thả vào trong đây, sau đó mình thả cái mũi khoan vào. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có thêm cái bộ cử dẫn. Thì bộ cử dẫn này thì theo mình đánh giá thì mình gần như là khi sử dụng thì ít khi sử dụng lắm, thì mình sẽ dùng trực tiếp đánh dấu, nó sẽ nhanh hơn so với cái này. Rồi rồi bây giờ thì mình sẽ qua để sơ cho các bạn xem cái cách mà mình khoan. Đó, đây là mình đã khoan sẵn rồi nè. Đó, khi các bạn đặt vào nè, đó ba cái lỗ khoan này nó sẽ tương ứng với ba cái lỗ khoan phi 8 mình đã khoan rồi. Đó, còn mình sẽ làm cái video ngắn để hướng dẫn các bạn mà cách khoan cái đợt tăng là một chút xíu thôi. Đó, còn các video mà về chi tiết sản phẩm thì các bạn xem những cái video bên mình làm cũng khá là nhiều rồi đó.
Rồi đây là ví dụ mình cho, ví dụ cho các bạn xem ha. Đây là mình đã chuẩn bị hai cái tấm ván. Thường thì các bạn sẽ lắp ở cái vị trí đợt ngang này nè, là các bạn sẽ không biết cách làm sao để canh chỉnh. Đó, thường các bạn làm cái đợt tầng này nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cơ bản cách sử dụng cái bộ cử này. Thì cách đơn giản nhất á, thì như mới nãy mình nói á, là trong bộ phụ kiện đã có cái thanh này để các bạn làm dấu ở hai đầu. Nhưng mà cái này thì theo mình là dùng cũng hơi rườm rà, nên thành ra mình chỉ các bạn một cái cách rất là đơn giản. Đó là khi các bạn đã khoan được cái tấm hông này nè, nó sẽ có 3 lỗ, trong này là hai lỗ hai đầu là chút gỗ, ở giữa là sẽ là con cam. Thường là các bạn sẽ khoan con nở nhựa mà để đóng được là phi 10. Nhưng mà đây mình khoan phi 8 trước, là họ sẽ dùng cái phi 8 trước, rồi họ sẽ đóng cái chút gỗ này vào. Đó, sẽ làm cái cử trên cái thân này. Đó, trên cái thân này nó sẽ có hai cái lỗ này. Trong hai cái lỗ nó sẽ có hai cái tim. Rồi mình sẽ kẻ một cái đường trước. Đó, các bạn thấy không? Mình đã kẻ sẵn một cái đường để các bạn xác định được cái tim của cái tấm ván này. Rồi mình đặt vào sao cho trong này nó sẽ có hai cái dấu trùng với hai cái tim. Rồi mình lắp cái này vào, mình canh để mình xác định được cái ba cái điểm khoan trùng với ba cái điểm này. Đó, các bạn thấy không? Ba cái điểm khoan này nó sẽ trùng với ba cái điểm này. Đó, mình lắp vào. Thì một là mình dùng cái chốt gỗ phi 8, hoặc là như mới nãy trong cái bộ phụ kiện mình đã có giới thiệu, nó sẽ có cái chốt nhựa này, kích thước nó sẽ bằng kích thước của cái chốt gỗ phi 8 này. Thì các bạn dùng chốt gỗ hoặc cái nào cũng được hết, nhưng mà thường họ sẽ dùng cái chốt gỗ. Đó, sau khi mình xác định ba cái điểm thì mình khoan thẳng cái này, ba cái điểm này là xong, là xong. Và ba cái điểm này nó sẽ trùng với cái này. Rồi, ngoài ra thì nếu mà những anh em mà có đầu tư, hoặc là những anh em mà làm cái những khổ ván lớn á, thì mình như nãy mình giới thiệu cái bộ cử nối dài của Winnie, thì nó có chức năng nó cũng tương tự. Đây, trong bộ phụ kiện thì nãy mình đã giới thiệu về cái các cái chi tiết rồi, và mình cách lắp đặt thì như vậy đơn giản thôi. Đó, các bạn sẽ thấy nó có hai cái máu ở dưới này, hai cái con chốt này thì nó không có ren, nó chỉ cần vào thôi. Đó, mình chỉ cần gắn vào, vặn nhẹ vào để cho nó vào cái gờ. Đó, có nước một cái mẹo nữa, nhưng mà bên hãng bên mình sẽ có cái video ở phía sau á, hoặc là các bạn thêm ở bên dưới, thì thường họ sẽ lấy một cái tấm giấy, họ sẽ lót vào trong cái khe này, các bạn xem video sẽ thấy, để cho nó trượt nó sẽ dễ. Đó, sau khi gắn xong thì cái bộ phụ kiện nó sẽ trượt như thế này. Đó, là giúp các bạn thao tác ở những cái khổ ván lớn nó dài á, thì nó dễ, sẽ dễ dịu chịu hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. À, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì mình nhắc lại một lần nữa là đây là cái chương trình giảm giá của bên Tân Cảng cũng như là hãng Winnew. Trong tháng 10 này thì hiện tại dòng bên mình đang giảm giá, thì cái chương trình này sẽ hỗ trợ là khi các bạn đặt gọi trực tiếp hoặc là đặt trên website, là khi các bạn đặt bộ cử khoan ốc cam Winnew, thì các bạn lưu ý là mình có thể đặt thêm một là túi ốc cam này, hoặc là kẹp nhân C độ mở 8 cm. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm cái dòng chốt gỗ 8 x 40 mm và bộ phụ kiện nối dài của hãng Winnew. Đó, bộ này hình như nãy mình chưa nhắc giá, thì dòng này đơn giá nó là 600.000. Đó, là khi các bạn mua bộ cử này là mình tiết kiệm 10%, và có nghĩa là khi các bạn mình ví dụ bạn mua bộ cử khó cam này 1.295.000 cộng với túi chốt gỗ 145.000, thì các bạn sẽ tiết kiệm được tới 144.000 luôn á. Đó. Vì cái chương trình này thì mình mong muốn là để các gần như là khảo sát để xem thử là khi các bạn mua bộ cử khóa ốc cam, thì các bạn sẽ mua kèm chốt gỗ ốc cam hay là kẹp nhanh chữ C, thì bên mình đã có kế hoạch về kinh doanh, nên các bạn cố gắng đặt sớm trong tháng 10 để nhận được những ưu đãi tốt nhất từ bên Tân Cảng. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn đặt mua thì có thể ghé trực tiếp tại 107 Phùng Hưng, Hòa Minh Liên Chiểu, Đà Nẵng, cũng như là các bạn tham khảo là đặt trên website tancangdecor.com. Về cái chương trình này thì bên mình chưa có áp dụng trên các sàn thương mại điện tử, chỉ áp dụng tại trực tiếp tại cửa hàng hoặc là trên website. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.